Xin chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ đến mọi người những bài tập giảm mỡ bụng đơn giản và hiệu quả nhất cho những nàng lười giống như mình. Các bài tập này đều được thực hiện trên giường nhé. Chúng có thể giúp các bạn có một vòng hai săn chắc và đẹp như vòng hai của mình hiện tại bây giờ. Hãy nhấn nút đăng ký và chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ Gymdayroi. Bạn cũng đừng quên nhấn vào nút thích video vì điều đó tạo thêm động lực cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ready, set, go! Oh,
I know it's a game, I'm not gonna play, but